Xin chào các bạn, tôi là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ hàng.com. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là tôi muốn chuyển dáng từ một cái cây dáng trực xuống thành dạng thác đổ, và cái trường hợp là rễ nó sẽ chỏng lên trời đấy. Tôi muốn giới thiệu với các bạn là tôi lối cái rễ đấy xuống, và tôi có một cái chậu vỡ. Tôi cũng muốn giới thiệu với bạn là các bạn là cách trồng một cái cây rễ rất dài quấn vào một cái chậu vỡ. Bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh chợ hàng trên Facebook. Hãy đúp chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé. Tôi đang cầm trên tay là một cái cây giấy Mỹ. Cây giấy Mỹ hay cây xanh si hay cây lộc vừng hay bất kỳ một cây nào khác, kể cả như là mai chiếu thủy hay là linh sam chẳng hạn. Đây là một cây có thể các bạn để một cái dáng như thế này cũng được, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ tôi muốn chuyển nó thành thác đổ, đúng không? Đấy. Bây giờ chuyển thành thác đổ thì không cẩn thận rễ nó sẽ lên quay lên trời. Thế mà cái cây này đấy thì tôi định úp nó xuống như này. Chắc chắn là trước mặt các bạn ở đây, cái cây này tôi để lên trên ghế này cho nó dễ nhìn hơn một chút rồi tôi trồng. Như thế này chắc chắn là thác đổ, đúng không? Thế nhưng cái rễ này nó lên trời, thế tôi muốn lối cái rễ này xuống dưới đất đấy. Đấy, tôi cũng giới thiệu với các bạn. Thế này thì thực sự mới là một cây thác đổ. Vì nếu gọi là thác ấy, thì tôi nhớ tôi năm tôi hơn 10 tuổi, một người trong làng nghề của tôi có nói với tôi, mà tôi lúc đấy tôi phải gọi người ta bằng ông, nghĩa là người ta hơn tôi khoảng 50 tuổi. Bây giờ tôi hơn 50 rồi, thế người ta không còn nữa. Thế nhưng mà thí dụ người ta nói thác đổ ấy, thì nhiều người cũng cái từ thác đổ nó rất là nhiều nghĩa. Nhưng mà chuẩn người ta nói với cái người tôi gọi là ông ấy, người ta giới thiệu tôi thác đổ, nghĩa là đổ từ trên đổ thẳng xuống thì gọi là thác đổ. Còn một số trường hợp mà nó quay quanh như này thì cái người dạy tôi đó, ông đó bảo tôi là đấy là dạng gọi là bạt phong mà cuốn thủy thì đúng hơn, nghĩa là cũng đổ xuống nhưng lại cuốn theo dòng nước, quay theo cái chậu. Còn đây tôi sẽ làm đổ thẳng xuống, và trường hợp là rễ này đang ở trên trời, nếu tôi trồng như này rễ nó lên sẽ lên trên. Bây giờ tôi sẽ tìm cách lối đây, những cái rễ này cụt các bạn ạ. Thế bây giờ ta phải lối rễ nó xuống, thế cái phần rễ nó sẽ rõ ràng là cây bị quật đổ ngã và đổ xuống như một dòng thác, bụi sẽ tung lên bằng cái tán lá của chúng ta ở những cái điểm lồi để chúng ta sẽ đưa tán lên, thế ta sẽ gọi là thác đổ. Đấy. Thế bây giờ tôi xin giới thiệu về tôi sẽ trồng cái này. Tất nhiên tôi có một cái chậu này, cái chậu này nó rất rẻ tiền đấy các bạn, nó chỉ 20-30 nghìn thôi. Tôi chậu nó cũng không làm gì cả, nhưng tôi muốn giới thiệu cùng các bạn một cái cách trồng cây thác đổ. Thế mà tôi sinh ra ở trong làng nghề, đâm ra là những cái năm mà tôi còn nhỏ tôi cũng đã được một số các cái người truyền dạy lại cho những cái cách mà sau này tôi làm cây tôi thấy rất là tâm đắc. Nên tiện đó thì tôi xin giới thiệu cùng các bạn cái đất trồng cây này thì nó đơn giản, tôi cũng đã giới thiệu nhiều lần rồi, thế là thôi tôi không giới thiệu nữa. Đất của cây cảnh chợ hàng.com của chúng tôi nó vẫn quen vậy thôi. Thế bây giờ tôi cho đất vào trong chậu. Cái chuyện cho đất vào trong chậu này thì đơn giản rồi, thế tất nhiên tôi cho đến tầm thôi. Tôi sẽ cài cái cây vào theo dạng thác đổ đó. Tôi chọn là một cái cây đấy, cái rễ gốc như này tôi muốn đổ thẳng xuống dưới đấy, đổ thẳng xuống đất luôn đấy. Đấy, chúng ta làm này đổ thẳng xuống đất luôn đấy. Thế bây giờ tôi chỉ còn xử lý cái phần gọi là, nhưng mà tôi đổ tôi xem tính cái tình huống nào cái cây nó đổ xuống nó đẹp nhất. Tất nhiên tôi giữ ở điểm này đi, tôi cho đất vào. Tất nhiên là khi trồng cây đấy thì tôi cũng có giới thiệu với các bạn như này, chúng ta không nên đổ đất cao quá cao, chúng ta đổ đất hơi thấp một chút, chúng ta đổ đất thêm thì các cái rễ nhỏ ấy, nó sẽ xuôi xuống mà nó sẽ không bị ngược lên. Còn trường hợp cây này là trong bản lăng như lúc tôi cầm với các bạn ấy, cầm tay với các bạn ấy, thì là rễ của nó là cây ngọn này nó lên trên trời chứ nó không phải xuống đất thế này. Thế còn bây giờ thì tôi lại chuyển nó xuống. Tất nhiên đấy các bạn thấy không, những cái rễ này nó đang lên trời này. Tôi giữ tạm mấy cái rễ con này xuống đã. Thế còn bây giờ đấy, cái việc rất đơn giản là chúng ta sẽ tôi sẽ làm thế nào để cho nó giữ được những cái rễ này nó ra rễ nhỏ và nó sẽ vòng xuống cái chậu, để sau này cái cây nó được giữ ở cái vị trí này và lại không, nó có những cái điểm mà gọi là như là một cái, sau này nó rễ nó có những cái mô như là cái mô lúi thì nó đổ xuống nó thể hiện cái gốc cây nó to hơn một chút nữa. Thế bây giờ tôi cho đất vào, mà cho đất các bạn có thể đắp như một cái u rùa thế này cũng được các bạn.
không vấn đề gì cả. Đấy, nhưng mà chúng ta có thể đưa cái cơi vào. Thế nhưng mà bây giờ tôi là có một cái chai nhựa tôi cắt sẵn rồi, để nó hợp lý hơn tôi dùng cái chai nhựa tôi úp vào để cái rễ nó xuôi xuống các bạn. Xong tôi sẽ cho đất vào cái phần mà gọi là cái phần cái chai nhựa này. Đấy, và đồng thời là tôi ép được những cái rễ nó vào cái vị trí mà tôi cần. Đấy, tôi cắm tương đối sát cái này xuống. Đó. Nếu mà cái chai nhựa này nó cao ấy thì tôi sẽ cắt bớt cái chai nhựa đi, hoặc tôi không nên đổ đất lên đầy lên. Đấy. Chúng ta nếu mà trường hợp mà lối rễ đa hay là rễ xanh si ở những cái cây to đấy, chúng ta nếu mà cây từ trên xuống ta cũng dùng những cái ống nhựa dài, ta cho đất vào trong người ta lối thì rễ nó sẽ xuống đất các bạn, thành cây nhiều gốc á. Đấy, nhiều rễ nhiều gốc á, là chúng ta sẽ lối như vậy. Tất nhiên tôi cho đất vào đây tôi cũng sẽ không cho quá đầy, mà tôi cho vừa tới thôi, để nó không ăn lên trên được, mà nó chỉ đến cái tầm mặt đất này, đương nhiên là nó không thấy đất nữa, nó thấy ánh sáng mặt trời thì rễ cây nó sẽ quay xuống thôi các bạn. Thì chúng ta sẽ được cái rễ nó quay xuống. Nhưng mà như thế này thì tôi muốn giới thiệu với các bạn, đây là một cây thác đổ, nghĩa là nó đổ thẳng xuống. Nếu mà như thế này là dòng nước đổ xuống nó hơi chếch một chút thôi đúng không ạ, các cái tán này sau này cũng sẽ thẳng đấy, chứ nó không không quyện quanh cái chậu nữa. Đấy, bây giờ tôi quay, tôi cho lên giá, tôi cho đất rồi xong tôi sẽ quay lên giá để các bạn nhìn rõ là cái cây thác đổ. Tôi có thửa chuẩn bị sẵn một cái vật để là chúng ta lối rễ. Lối rễ thì chẳng có gì khó cả, chúng ta chỉ làm một cái ống thôi để ta đựng đất thôi. Ta đựng đất thì cây nó sẽ vòng rễ xuống. Đấy. Các bạn không? Đây là tôi quay thẳng trước mặt à. Các bạn nhìn nó quay ngang các bạn thấy không? Đấy là cái chiều đổ của nó xuống đây xuống, còn cái chỗ này cái rễ của nó thì tôi sẽ biết là đây, các bạn nhìn trong chai nhựa sẽ nhìn rõ. Nếu nó ra rễ nó lên đến đây thì chắc chắn nếu nó có lên ngược thì rồi nó cũng phải vòng xuống thôi. Ta sẽ có những cái rễ vòng xuống thế này, mà ta sẽ nhìn thấy rễ vòng xuống, và đến khi rễ to rồi cái chai nó trong trong ta dễ nhìn, thì chúng ta sẽ có một cái cây mà rễ không hoàn toàn là bị ngược mà rễ vẫn xuôi luôn. Đấy, cái này là tôi giới thiệu với các bạn như vậy. Tất nhiên chúng ta trồng cái thác đổ thì lên dòng một cái chậu nó đứng đứng chậu. Trường hợp mà chúng ta trồng chậu ngắn thì chúng ta sẽ kê lên một cái đôn cao vẫn được thôi. Cái cây này trong khi tôi khai thác về cái giấy Mỹ nó đang có mầm sẵn. Bây giờ cái thời gian mà tôi cắt rễ, tôi cắt mất các thứ đi, tôi vất đấy 2 ngày rồi. Nhưng mà cái mầm cây nó vẫn không hoàn toàn héo các bạn. Nhưng bây giờ để cái mầm này lên được thì đương nhiên cũng phải chờ khoảng 1 tuần hay hơn tuần thì nó mới bén rễ được, hoặc 2 tuần nó mới bắt đầu mầm nó mới phát triển. Và dần dần và vài tuần sau thì rễ các bạn sẽ nhìn thấy nó từ đây nó mọc. Thế chúng ta sẽ nhìn thấy như vậy thì chúng ta sẽ có một cái cây như này các bạn thấy không, rễ cây giấy Mỹ rất là nhiều cái trường hợp đặc biệt. Đây là một cái trường hợp mà tôi muốn chuyển nó sang thác đổ. Bây giờ tôi có một cái chậu vỡ như này các bạn. Đấy, tôi cũng tìm cái mảnh tôi lót đáy đó cho nó đây rồi. Vì cái đáy chậu đào thì nó cũng có lỗ thủng thôi. Bây giờ thì cái chậu vỡ như này mà tôi lại có một cái cây nó dài như này các bạn. Đấy. Cái cây này là cái cây, cái rễ này tôi đã từng đăng lên clip là nó mã số của nó là 242. Trị giá của nó hiện tại là 700.000. Bây giờ thì cái rễ dài như này chúng ta không thể nào mà trồng cái rễ như thế này được đúng không? Bây giờ chúng ta phải tìm cách quấn nó vào. Thì tiện tôi có cái chậu vỡ, tôi tạm mà cắm cái rễ của nó vào đây, và cũng là dạng treo vách đá luôn. Đấy, các bạn là nếu bây giờ tôi treo vách chậu vậy, chúng ta có thể là cho cái rễ vào trong trước, hoặc là chúng ta sẽ đổi chiều đi. Tôi quay rễ chiều này đó, và tôi quay cái rễ này tôi lại cắm trở lại, cài trở lại đây, tôi cài trở lại cái điểm mà chậu vỡ đấy của tôi. Đấy, cái rễ của tôi sẽ quấn quanh cái chậu luôn đấy. Còn cái rễ này nữa tôi tiếp tục cài xuống. Đó.
Thế là có nghĩa rằng cái cây của tôi đã hoàn toàn ở trong một cái vị trí chậu. Thế tôi muốn là cái rễ nó quyện sát chậu thì tôi nhấc lên tôi cho sâu rễ vào thì đây cũng là một cái cách trồng mà gọi là chúng ta tận dụng cái chậu đã vỡ rồi. Nhưng mỗi tội cái chậu này khi chúng ta bê nó thì phải cẩn thận, vì là không người ta phải lấy cái giấy giáp ấy hoặc cái đá mài ta mài cái cạnh sắc của nó đi, không thì nó sẽ dễ đứt tay hơn. Bây giờ cái đáy chậu này tôi lót rồi, bây giờ tôi chỉ việc cho đất vào thôi là tôi sẽ có được một cái cây mà ở cái chậu vỡ. Làm như này tôi cũng gọi là giới thiệu cái chậu vỡ thôi. Còn thực ra sau này các bạn có cái cây trồng kiểu này, các bạn có thể là lấy một cái chậu lành lặn, các bạn dùng máy cắt, các bạn cắt ra để chúng ta có những cái đường cắt nó đẹp hơn, nó thành những cái hình dáng mà nó có thể là theo cái ý của các bạn. Còn đây là tôi giới thiệu là cái cách trồng để nó treo vách đá ở một cái chậu vỡ. Thì sau này các bạn muốn có cái chậu vỡ thì chúng ta chỉ việc cắt nó ra thành cái hình cái chậu vỡ thôi, và chúng ta có thể sử dụng cái chậu nó có giá trị một chút. Còn cái chậu này của tôi thì nó không có giá trị, vì cái chậu này nó đã rẻ tiền lại còn vỡ nữa. Thực ra cái này chỉ đi làm mảnh vỡ thôi, thế nhưng mà tôi tận dụng nó để tôi làm vào đây. Thế nhân tiện là tôi làm thì tôi cũng giới thiệu trên YouTube cây cảnh chợ hàng.com. Rất mong là các bạn ủng hộ kênh của chúng tôi, các bạn đăng ký kênh để mỗi khi chúng tôi đăng clip lên trên YouTube thì chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn. Các bạn đăng ký kênh thì mỗi một lần chúng tôi đưa clip lên thì là chúng tôi sẽ lại có các bạn, clip của chúng tôi sẽ đến với các bạn. Và đấy cũng là một niềm hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi làm và chia sẻ hết những cái gì chúng tôi có để làm sao mà cùng với các bạn đồng hành trong mọi công việc, trong những cái công việc mà nói về cái cây cối này. Đấy, bây giờ tôi trồng như này, tôi sẽ đưa cái cây này lên đây. Các bạn thấy không ạ, một cái chậu vỡ của tôi. Bây giờ cái cây này nó không được, cái vết cắt này nó chưa được đẹp lắm. Tôi lấy cái kéo tôi cắt sửa đi tí cho nó đẹp. Bây giờ tôi dùng cái kéo cắt cây thôi, cắt cái điểm này cho nó xuôi xuôi đi tí. Nếu mà chúng ta muốn nó quay xuống ấy, thì chúng ta sẽ cắt mé này. Thôi tôi cắt quay xuống đi. Cái này ấy, tưởng tượng ra là như nhiều lúc tôi xem trong phim ấy, TV gì đó, nó có cái con rắn mà nó hay từ cành cây nó là ngọn, nó bỏ ngọn, nó thò đầu ra ấy. Thì cái này chúng tôi làm ấy, nó cũng giống vậy thôi. Thế còn cái đuôi rắn thì nó được quấn vào quanh cái chậu vỡ này rồi. Rất mong là các bạn ủng hộ chúng tôi nhé. Tôi vẫn còn một số cái clip khác, rất mong các bạn ủng hộ xem kênh. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo. Các bạn ơi, các bạn hãy ấn vào nút đăng ký bằng cách các bạn chọn chế độ đăng ký ở như này nhé. Và nhấn chuông để nhận thông báo cho tất cả các video mới nhất của cây cảnh chợ hàng nhé.